Đây là có một cái vách đá treo leo luôn. Cũng kiều ngựa mà ba thước. Cũng kiều ngựa luôn ha chú. À, kiều ngựa luôn mà mới nằm ba thước. Cao 3 mét ha. À. Và đầu hướng về phía đông. Phía đông. Và chân thì hướng về phía tây, rất là chắc chắn. À. Chú kêu là một cái mã lầu. Một mã lầu, à, mã lầu. Hình như là ở đây chú ơi. À. Hình như là ở đây có người khai quật hả chú? Có người ấy hay gì nè chú? Chào. Chú coi nè, chú lại đây chú coi này nè. Đào không? Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tuy An của tỉnh Phú Yên, một trong những cái tỉnh miền Trung nắng gió cô bác quý anh chị. Và hôm nay thì đến đây Bùi Hồ không phải là review cho cô bác quý anh chị những cái địa điểm du lịch ở tỉnh Phú Yên này, nhưng mà vì một cái chuyến đi quay những cái điều tâm linh, những cái điều độc lạ cho cô bác quý anh chị xem, thì Bùi Hồ có ghé ngang Gành Đá Đĩa, một trong những cái địa điểm mà thu hút khách du lịch của tỉnh Phú Yên. Đó là những cái tảng đá xếp chồng với nhau theo một những cái hình trụ khối, hình lục giác đó cô bác quý anh chị, và rất là đẹp luôn. Và trước khi mà mình tìm hiểu về những câu chuyện hay ở nơi này, thì Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem một vòng về những cái khối đá mà tạo thành những cái hình lục giác được xếp chồng với nhau, như là có người đã sắp đặt sẵn hoặc là xây sẵn đó cô bác quý anh chị. Thì những cái khối đá này á, thì khối đá này nó màu đen đặc trưng, và theo sự tìm hiểu của một số nhà khảo cổ học á, thì cho rằng đây là những cái khối đá giống như là đá trầm tích do sự nâng lên hạ xuống của vỏ trái đất thì tạo nên những cái khối đá xếp chồng như thế này. Còn có một số cái giả thuyết khác rằng á, thì cái Gành Đá Đĩa này đó thì do sự trước đây thì ở đây có một cái núi lửa, và do sự phun trào của núi lửa nên thành ra là những cái khối magma của lửa, núi lửa tạo ra những khối đá phiến diện như thế này. Và hôm nay thì Bùi Hồ review cho cô bác quý anh chị xem những cái khối đá hình lục giác cực kỳ lạ luôn. Bây giờ thì cận cảnh ở đây ha, thì đây phải nói là hình lục giác chúng xếp chồng với nhau tạo thành tầng tầng lớp lớp đó, và nó có độ cao khác nhau. Chẳng hạn như ở đây nè, lên đây khoảng thêm một độ cao, và lên kia thêm một độ cao nữa, và trên đó nữa. Cô bác quý anh chị thấy nó giống như là những cái tổ ong á, những cái tổ ong mà những cái tổ ong mà làm mật á, xếp rất là đẹp luôn. Và sau đây thì sau một vòng tham quan về cái Gành Đá Đĩa nơi này, thì mời cô bác quý anh chị sẽ theo Bùi Hồ vào trong cái núi Aman để tìm hiểu về những cái khu mộ cổ từ thời xa xưa nha. Ở đây thì chúng ta có thể thấy được cái lượng khách du lịch nè, và nó tạo khi ở trong cái này nó tạo ra một cái đường sóng biển á, nó chạy vô đây làm cho chúng ta có cái cảm giác thật là dễ chịu đúng không, và tạo nên một cái phong cảnh hữu tình nơi này. Mà bất cứ các bạn trẻ nào mà có đi đến cái vùng đất Phú Yên này đó đều ghé qua nơi đây một lần để tìm hiểu về cái câu chuyện, tìm hiểu về cái Gành Đá Đĩa, cũng như là chụp hình những cái bíp tiếp ngắn. Đây Phú Yên là một cái vùng đất nhỏ và hẹp, nằm ở được phía bắc thì giáp với cái tỉnh Bình Định thuộc thành phố biển Quy Nhơn, phía nam thì lại giáp với Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, là hai cái nơi khu du lịch lớn. Và Phú Yên thì hiện nay chưa có nhiều người biết đến, và đặc biệt chỉ biết qua cái Gành Đá Đĩa này thôi. Nhưng mà nếu như mà cô bác quý anh chị nào mà có về Phú Yên á, thì nhớ ghé qua Gành Đá Đĩa này, cũng như là thử thức cho bằng được cái món là mắt cá ngừ cũng như là tôm hùm, một cái đặc sản ở đây mà ăn giá rất là mềm và rẻ luôn. Rồi bây giờ không nói nhiều đó, bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo hành trình của Bùi Hồ lên theo người hành trình của Bùi Hồ để tìm một người dân trên đó để khám phá những cái mộ cổ có hàng trăm năm và hơn 500 ngôi mộ cổ nha cô bác quý anh chị. Đây hơn 500 ngôi mộ cổ nằm rải rác ở trên núi Aman mà có nhiều người biết được. Thì nghe rằng một cái câu chuyện đó, đó là những người mộ tặc họ tin rằng là những cái người nằm xuống dưới kia là những người mà có bề thế khá giả, và họ nghĩ rằng ở dưới đó sẽ có kho báu, và rất là nhiều người đi tìm kho báu ở đó. Và
cái động lực đó làm cho Bùi Hồ làm cho đồ Bùi Hồ có thêm một cái động lực để mà về đây để quay cho cô bác quý anh chị xem ha. Ồ, sẵn cái lúc ở đây á thì Bùi Hồ quay một cái cảnh này review cho cô bác quý anh chị xem ha. Đây là những cái vách đá nó như là bị không có một cái đá gọi là cứng á, nhưng mà mình cứ thấy nó như là một cái thay đổi một cái chiều á, à đâu cái chiều không theo một cái quy tắc nào cả. Mình leo lên đây cao hơn ở dưới rất là nhiều ha. Ở đây họ trồng những cái cây xương rồng hay là nó mọc mình cũng không bỏ nữa. Ôi leo lên cảm giác nó run chân rồi. Ôi đẹp lắm. Nhưng mà tới đây là được rồi. Mình thì rất là sợ độ cao luôn. Phải cẩn thận mới được ha. Lúc ở đây á thì Bùi Hồ quay một cái cảnh này review cho cô bác quý anh chị xem ha. Đây là những cái vách đá nó như là bị không có một cái đá gọi là cứng á, nhưng mà mình cứ thấy nó như là một cái thay đổi một cái chiều không theo một cái quy tắc nào cả. Mình leo lên đây cao hơn ở dưới rất là nhiều ha. Ở đây họ trồng những cái cây xương rồng hay là nó mọc mình cũng không bỏ nữa. Ôi leo lên cảm giác nó run chân rồi. Ôi đẹp lắm. Nhưng mà tới đây là được rồi. Mình thì rất là sợ độ cao luôn. Nhìn này cô bác quý chị nhìn ở trên nhìn xuống á, mị mị trên kia luôn. Đây nè, có một cái vách đá treo leo luôn. Đây, những cái xương rồng. Chắc có lẽ là người ta trồng hay nó tự mọc hay sao á. Xin chào cô bác quý chị. Tiếp tục hành trình thì Bùi Hồ đang tìm đến thôn Quảng Đức. Đến đây để mà Bùi Hồ sẽ tìm đến cái 500 ngôi mộ cổ. Đây là một cái đường lên 500 ngôi mộ cổ này cô bác quý chị. Mình phải thuê một cái chiếc xe ở người dân ở đây để mà chạy cặp theo cái con đường này. Một cái con đường khá là vắng vẻ khi đến tiền núi Amen, nơi mà chất chứa, nơi mà có hơn 500 người mộ cổ. Mà theo tin đồn, theo mọi người chia sẻ thì không biết rõ là cái ngôi mộ này thì không có danh tính gì hết à. Mình đang cố gắng lên cái triền núi đó. Nơi Phú Yên này nó có rất là nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, và đặc biệt ở trong đó nó là gành đá đĩa. Không biết luôn, không gặp người dân để hỏi luôn. Nghe rằng là 500 ngôi mộ này nằm ở phía nam của triền núi Amen. Và mình đang cố lên phay để đi tìm về dấu tích của những ngôi mộ cổ này. Không biết có phải là đường này không? Đi lên xa không con? Cặp theo men núi này ha. Con biết gì về cái ngôi mộ này không? Không biết không? Dạ hả? Con ghi mấy vườn nó 500 ngôi mộ cổ đó. Dạ. Còn muốn hiểu nữa là chạy vô cái xóm nhà đây có cái thằng đó. Dạ cô. Vậy là anh đó anh hiểu hết rồi. Nó hiểu hết rồi. Dạ. Cô đi làm nhổ cỏ. Nhổ cỏ ha. Cô sống ở đây ngày xưa giờ luôn? Không có, cô có chăm giờ đây ở bên an cư. Ở đây là thôn Quảng Đức hay cô ha? Thôn Quảng Đức, đúng rồi. Xã Thạch, An Thạch. An Thạch 11. Dạ, con cảm ơn cô. Con thì ở miền Tây ra đây. Cái ngôi mộ này có lâu lắm rồi cô? Lâu rồi. Dạ. Cứ hỏi vô cô trụ trì trong kia hỏi. Dạ. Cái là cô cũng không có
cái này nó thuộc về bên văn hóa còn hồi chưa có làm thành hình thành lên cái ấy thì cũng tính làm xin phép để làm lên cái dịch kiểu như di tích đấy. Bây giờ sẽ đi theo men núi theo sau lưng chùa không ở sau lưng chùa đi thẳng lên trên kia. Nhưng có mà dân cái cũng có họ cũng ghi ấy, nhưng mà dân cái họ cũng đoán thôi chứ cũng chưa có kiểu như chưa có một cái bằng chứng nào hay bằng chứng nào. Đoán là sao cô? Đúng rồi, như là trong cái thời mà thời của Quan Trung á về Tây Sơn á đánh với Nguyễn Ánh á, thì cho nên là trong cái năm 1700 cái thời Nguyễn Ánh á, tới 1801 thì cái thời trong cái thời gian khoảng thời gian đó thôi, và họ đều cũng lấy cái chất đất chất đồ á của nghiên cứu bên đó, rồi phần khảo cổ họ nghiên cứu chứ mình cũng không có rành gì bên đó. Cho nên đó là họ cũng đoán thôi, cũng chưa có một cái tài liệu chính xác là cái năm nào, nhưng mà nói khoảng cái năm khoảng là của Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn về Quan Trung luôn đó. Cho nên đó là cái trong khoảng thời gian đó mà cho bên khảo cổ họ đang làm việc về vấn đề này. Cũng chưa có một cái số liệu chính xác nào về cái ngôi mộ này. Cho nên cũng họ cũng đang tìm hiểu rồi vậy, rồi các cái nhà mà họ về nghiên cứu họ cũng tới rồi họ nghiên cứu vậy thôi cho cùng mình. Hôm nay thì con may mắn con gặp được chú á, thì chú có thể cho con biết là chú tên gì để con nhiêu tuổi để con tiện xưng hô á chú. Chú là tên Hồ Phi Sang. Dạ. Tuổi nay sinh 1954. Dạ. Ở thôn Quảng Đức, xã An Thạch. Dạ. Nguyễn Tây An. Dạ. Xong ạ. Chú sinh năm 54. Sinh 1954. Dạ. Chú này sau mấy rồi đó? Sau 7, sau 8 rồi. Sau 8. Nhà chú gần đây không? Dưới đây. Dạ. Chú có thường lên ngôi mộ cổ này? Có, thường đi lên. Dạ. Để biết đường đi, thường đi đầu cánh á. Dạ. Cánh núi đây. Dạ. Chú thường đi ngắm cảnh trên này hả? Lấy cảnh rừng hả? Vừa bán. Dạ. Chú Thăng. Chú Thăng à. Chú Thăng. À. Đây là núi Amen hả chú? Núi Amen. Núi này có độ cao là bao nhiêu hả chú? Cái đó chắc chú không hiểu á. Rồi. Chắc cũng độ cao rồi, chắc cũng đây này đó chú, đây là phải mộ cổ không chú? Đây cổ không ạ? Cổ không ạ? Mộ đây thì mình thấy có bên đó là hình yên ngựa hả chú? Kêu ngựa. Yên ngựa. Đây hình lá sen. Đây kêu ngựa. Đây gọi là bắp sen. Mẹ bắp sen. Này bắp sen. Đây cũng kêu ngựa mà lại đây là chắc chí nhỏ. Dạ. Bên đây nữa nè. Đá ngựa. Đây nữa nè, cũng kêu ngựa không? Ở dưới này thì nằm gãy gác khoảng Khoảng cũng vài chục cái đó. Dạ. Ở đây là chắc ông to bà bự nằm kêu hồi ráo đây. Đó cũng kêu ngựa mà ba thước. Cũng kêu ngựa luôn ha chú? Kêu ngựa luôn mà ông ấy nằm ba thước. Cao 3 mét ha? Và đầu hướng về phía đông. Phía đông. Và chân thì hướng về phía tây. Ở trên là hình một cái kiều ngựa và cao được những cái bậc tam cấp như thế này. Cũng như cho 3 mét đây. Dạ. Cao 3 mét. Phủ đầy rêu luôn hả chú ha? Ở đây thì mình nhìn không nhìn thấy chữ Hán hay là chữ gì hả chú? Không, bị lâu đời quá mưa nó bị xói mòn hết đi. Xói mòn. Với hồi xưa giặt giả bắn lũng lồ hả? Nhưng mà những ngôi mộ này cũng còn nằm đây. Đây khá yên tĩnh hả chú? Nó đông ghê lắm rồi. Bây giờ gồm lại phải 500 mộ đâu. Đó dưới kia chỗ nào tới đó. Nằm gãi gác cái này luôn hả chú? Đó. Đây, chú cháu mình đi. Chú là thường đi gần kiếm cái gì? Cây cảnh. Cây cảnh hả? Cây cảnh á. Cây cảnh. Để mà bán hả chú? Để bán á. Rồi thường là cây cảnh chú kiếm cái gì? Hai châu. Mằng lăng. Đúng rồi à. Là ở đây là rất là nhiều cây mằng lăng đúng không chú? Đúng nhiều. Mà cây ở đây bông đẹp lắm, mằng lăng đây là mai. Chú biết gì về vết tích của các ngôi mộ này không?
Bây giờ chú không biết tới đó đâu, có ông già của chú thì ông hiểu biết được. Mà ông chết rồi. À, có kể lại cho chú nghe không chú Thăng? Không, ông có kể là sự tích gì hồi xưa kia là cũng gọi là kêu như là xét đố mà ai mà làm xây cái tháp mà đốt cháy trước á. Dạ. Là thua là bỏ chú đi. Ý là tranh giành đất đai vậy mà. Dạ. Chứ anh em dạo tới vậy sao? Dù người Việt Nam mình là tờ giấy như xi măng tháp ảnh xây bằng xi măng, xây bằng ấy như chú đây nè. Ở đây nữa nè, khu này thì có hai ngôi mộ hả chú ha? Gạch chưa? Nhiều nữa. Không phải vậy đâu, nhiều lắm. Đa số các lối mòn ở đây thì đều bị bao bích hết. Đó. Ồ, đây nữa nè. Đến nhiều lắm, chú kia sợ gì đó nữa. Ở đây thì cũng hai ba ngôi mộ luôn ha. Bên kia dưới đây, đây hết á. Một ngày thì chú Thăng lên núi Amen này bao nhiêu lần? Thì hai bữa ba bữa dưng lần. Dạ. Đó cũng đó. Bây giờ đây nói thiệt, bây giờ tính ra phải đâu ba ngàn cái, chứ phải 500 mộ đâu. Hơn 500 mộ hả chú? Hơn nhiều, đây không? Ồ. Kia. Đây lúc đây mà hàng năm thì có người nào là viếng thăm hay là ấy đâu không chú? Vậy như được ở trong tỉnh được ra đi cũng đi thăm rồi á, không chiếc giác hay không này. Ôi, nằm ẩn mình dưới những cái cây luôn hả chú ha? Bởi vì người ta rất trầu quá khuất rồi. Ừ, đầy hết trơn trước kia dưới đó cũng có đầy chứ. Hôm nay mà không có chú Thăng thì chắc có lẽ là khó hả chú? Khó đi đâu rồi, không biết phải đi đâu. Đây nữa nè chú. Đó đây này. Dưới kia, bên kia, ở đây có tấm bia hả chú? Đó đây, đó dưới kia nữa không. Tất cả đều làm bằng dâu không á? Dôi hả chú? Dâu không á? Dôi với lại đá cứng làm dâu, ép đá vô không á? Còn lên xa trên kia nữa hả chú? Đây bên kia. Đây hết á. Ở đây nữa nè. Đây. Ôi. Không biết là cô bác quý anh chị có thấy dưới đó không? Ở dưới này nè. Đây. Kia. Đây hết chưa không? Dạ. Chung chú. Cây này cây gì chú? Cây móc mèo, cây móc. Đụng nó móc. Không, đây kia. Cứ dược cả cái ngàn chứ phải 500 mộ đâu rồi ít. Đây. Thấy chưa? Không biết tại sao là tại có 500 ngôi mộ như thế này luôn hả chú? Hồi xưa là đây người ấy ở đây, xứ nào ở đây này. Có một số thông tin thì cho rằng ngày xưa thì của người Chăm. Người Chăm á, ở trước người Chăm này. Dạ. Trước người Chăm á, sau là ở kiểu vậy ông chú nói là thách đố mà ai mà đốt cháy thì trước thì tự bỏ xuống đi đó. Dạ, đây nữa nè cô bác anh chị. Đó thấy không? Đây. Tất cả đều bị lu mờ bởi như rồi, ở dưới này nữa nè. Trong nhiều lắm. Giờ mỗi 500 mộ chỉ gọi 500 mộ thôi chứ còn cái hàng ngàn cái không? Hàng ngàn ngôi mộ thôi. Còn bên lúc bên trên hỏi chứ không phải ở đây đâu. Dạ. Nói vậy. Chú lên tới đỉnh núi này luôn chưa? Qua bên trên nữa rồi chứ. Chỗ này em thôi gì con. Dạ. Đây rất gần. Chắc nhờ lội núi như thế này chú khỏe ha. Cái mặt lăng là cái nào chú? Ở đây không có mặt lăng. Trên trời đó. Ở đây bồng tím chứ. Ê, tất cả đều đá đỏ hả chú? Hả? Đá đỏ, đá này đá đỏ. Sỏi. Sỏi. Sỏi đá, kiểu sỏi đá. Đường này thì không chạy xe lên được. Được chứ, chạy được chứ. Chạy được không chú? Chạy được. Mà chạy phải ở bên kia chạy qua chứ trên chùa chạy qua không được. Dạ. Có một số người thì nói cũng người Hoa. Lên đây coi những mộ đây.
Đây là do bạch đàn nó trồng, được phải không? Phá. Bạch đàn này người dân trồng hả chú? Trồng. Bờ kiếm này chị trồng. Hả? Đây rồi. Mẹ ấy à. Cái này là gì chú? Thì mẹ lầu. Dạ? Mẹ lầu. Còn đây là mộ luôn hay chú? Mộ luôn đó. Cái lầu đó có kiểu nhà đúc như hồi mình có cái lầu đó mà. Ờ, mã lầu. Đâu đấy, hai chú cháu vô đây đi. Ờ, ở đây được bao, có ngôi mộ này được bao phủ bởi cái những cái bức tường rất là chắc chắn. Chú kêu là một cái mã lầu. Một mã lầu, cái mã lầu. Hình như là ở đây, chú ơi. Hình như là ở đây có người khai quật hả chú? Có người ấy hay gì nè chú? Chú coi nè, chú lại đây chú coi này nè. Đào không? Dạ, đúng rồi. Bị đào nè. Ừ. Ở đây đúng hậu đời mà nó vàng vàng đó, nó ở đâu tới nơi nào đi tìm vàng á? Tìm kho báu hả? Ờ, tìm kho báu á. Ờ, nhưng mà có ai thấy kho báu nào chưa chú? Chưa, cái đó chú cũng không có biết sao, không có theo dõi được. Bởi vì người ta làm lúp lén mà sao không biết. Vì đặc điểm của ngôi mộ ở đây tất cả đều làm bằng đá vôi và... Đá vôi không à, chứ không có xi măng. Không xi măng. Đó, cũng là... Ồ, khu này nhiều quá chú. Đã nói đảo trong khu đây gọi là 500 mộ mà. Ừ. Hey. Và bị thời gian, sự bào mòn của thời gian mà các ngôi mộ này chỉ... đôi khi thì có cái thì nó lại bị bào mòn bởi thời gian đó. Đúng rồi. Và có những ngôi mộ thì lại bị những cái mộ tặc. Chắc gia đình này chắc giàu lắm á. Chú cháu mình lên đây đi. Giàu lắm á, dưới xây mẹ đâu mà ba bọc ở đây nè. Chắc ngày xưa cái đỉnh núi này là một trong những cái đỉnh núi mà có cái phong thủy rất tốt hả chú ha? Đúng rồi. Đây. Đây đây đây. Cái chữ này là cái chữ gì ha? Thôi chú đâu nó bà không kia tháng thôi chịu thua. Vô trong được không chú? Vô trong đó được không? Leo lên được cái không được, leo lên chứ mới đâu. Đây, chú đang đi xe đấy. Đây nè cô bác anh chị. Mà ảo ảo qua. Bước lên từng tường thành này được. Bước lên chứ mới đâu. Rồi đây cái nhà đây là giàu có lắm, như xây ba mồ, xây ba bọc hết thấy không? Chú con giàu bước có. Lên đây. Tại vì cái đường đi nó bị bít lối. Ừ. Đây là xây. Dạ, chú bước lên không? Không đi cháu khám phá ra. Đây là xây theo kiến trúc của người Hoa đó. Người Hoa. Ở ngoài trước là có bình phong tiền nè. Và mình nhận thấy thì tất cả các mộ ông bà ở đây á đều mặt hướng về phía đầu, hướng về phía nam. Phía tây. Tây á, dạ. Nam á, kiểu tây là nam á. Dạ. Ở trong cái khuôn viên này thì chúng ta lại thấy có ngôi mộ, ba ngôi mộ và bao bọc bởi những cái bức tường thành. Mà trên kia thì chắc có lẽ là còn nhiều ngôi mộ nữa ha chú ha, chú thằng nè. Dưới kia nhiều cái mộ rất đẹp nữa. Vậy hả chú?